Chào các bạn, mình là Hùng đến từ Anabim. Thì ngày hôm nay mình có nhận được một câu hỏi của bạn học viên của mình, hỏi về cách dựng cái khối này trong Revit là như thế nào. Thì bạn có thể thấy đó là cái công trình này, người ta có những cái module hình tròn phối hợp lại với nhau, đấy, tạo thành một cái tổ hợp và nó sẽ từ to dần đến nhỏ dần lên trên đỉnh, và kết hợp với đó là nó có cái thông số góc xoay biến đổi rất là đẹp như thế này. Thì bạn ấy cũng có hỏi là cái này Revit có dựng được không, và bạn ấy đã bảo là có một vài người đã tư vấn cho bạn ấy đó là cái này thì phải Dynamo hoặc là Rhino thì mới dựng được. Thì ở đây thì mình cũng trả lời luôn là cái này hoàn toàn có thể dựng được bằng Revit Concept Math và Revit Family Adaptive. Thì ở đây thì mình cũng đã có một cái hình ảnh để hướng dẫn các bạn ấy có thể làm được. Tuy nhiên thì mình nhận ra là cái kiến thức này cũng khá là hay và mình cũng muốn chia sẻ luôn với các bạn khác. Nên mình cũng có tạo ra một video hướng dẫn các bạn tạo cái khối xoay này. Tuy nhiên thì mình cũng nói luôn đó là video của mình sẽ hướng dẫn các bạn cơ bản. Mình sẽ không làm chi tiết và mình sẽ để các bạn có nhiều cái cơ hội để các bạn thực hành chi tiết hơn. Chứ mà mình mà bày kỹ quá thì đôi khi cũng sẽ không có lợi cho lắm. Thì ở đây thì mình cũng cho bạn xem cái hình khối công trình. Ở đây thì mình cũng dựng rất là qua thôi, mình cũng không dựng chi tiết. Bởi vì mình cũng không nhìn thấy rõ được là cái hình ảnh mặt bằng của cái khối này nó như thế nào. Đấy, mình không nhìn rõ mặt bằng nó như thế nào. Nên mình cũng chỉ đó là tạo ra một tổ hợp. Một tầng nó sẽ có 3 hình tròn nó như thế này. Được chưa ạ? Nó sẽ có kết hợp của việc thay đổi kích thước và thay đổi góc xoay. Ở đây thì mình đầu tiên với các bạn, mình sẽ nói các bạn đó là các bạn sẽ cần phải vào môi trường đó là Adaptive. Đấy, môi trường Revit Family Adaptive. Các bạn có thể vào đây này, New Family. Và các bạn chọn cái môi trường Revit Model Adaptive. Đấy. Thì cái này nếu bạn nào chưa biết thì mình khuyên là các bạn nên tìm hiểu sâu về cái này. Bởi vì dùng Revit mà không biết cái này thì cũng rất là vất vả. Và nếu bạn nào muốn học thì có thể học đến Anabim Education. Và bên mình có những khóa học online và offline để đào tạo bạn làm cái này. Còn cái này là cái gì thì mình cũng nói luôn. Cái loại family này là loại family giúp các bạn kiểm soát thông số thông minh khi bạn sử dụng Revit. Và nếu các bạn làm được thông số thông minh thì cái công việc của bạn khi sử dụng Revit nó sẽ rất dễ dàng. Nó tự động hóa, nó xử lý các bạn hầu hết các trường hợp khó đều có thể làm được bằng family này. Thì các bạn vào cái môi trường này thì các bạn chỉ việc tạo cho mình là những cái phác họa về hình khối công trình. Ở đây thì mình làm nhanh thôi nhé. Ở đây mình làm rất là nhanh. Mình chỉ tạo ra 3 khối tròn như này. Ở đây thậm chí mình cũng không thèm cắt nó ra luôn. Mình cứ để như này cũng được. Còn các bạn làm cầu kỳ hơn thì các bạn có thể cắt nó ra rồi design nó đẹp hơn. Thậm chí thì các bạn có thể sáng tạo nhiều hơn nữa. Với cái 3 hình tròn này thì mình chỉ thiết lập một cái thông số duy nhất và cơ bản nhất để kiểm soát cái kích thước của nó. Đó là chính là cái thông số kiểm soát về bán kính. Các bạn thấy này, cái bán kính của mình đã được gán thông số đây ạ. Đấy. Và nhờ việc gán thông số cho cả 3 cái bán kính này nên mình hoàn toàn có thể kiểm soát nó, các bạn thấy nhá. Mình có thể cho cái bán kính hình to lên 90m chẳng hạn, tương ứng với bán kính nó lên. Các bạn thấy này, ngay lập tức hình khối chúng ta đã thay đổi. Đấy. Và đây mình cũng đã gán thêm cho nó là 2 thông số R2 và R3 tương ứng với 2 thông số của 2 bán kính hình tròn này. Là bằng cái thằng R1 này chia đôi. Các bạn sẽ thấy là nó sẽ có cái sự kiểm soát lẫn nhau. Còn các bạn làm cao cấp hơn thì các bạn có thể kiểm soát bằng những cái thuật toán mà các bạn học tin học Pascal ấy. Đấy, nó có thể làm được. Và sau khi các bạn tạo ra cái family này thì các bạn vào cái môi trường concept math, các bạn lại vào new family và bạn chọn cái metric math này. Các bạn tạo ra một cái family mới. Ở đây thì mình sẽ lấy luôn được cái này. Đây là cái môi trường metric math. Và cái môi trường metric math này thì các bạn cần làm gì ạ? Các bạn chỉ việc đó là các bạn tạo cho mình các hệ thống level. Đấy, hệ thống level tương ứng với các tầng. Công trình của bạn có bao nhiêu tầng thì các bạn tạo ra bấy nhiêu level. Với mỗi level các bạn tạo cho mình một điểm reference point. Tức là cái điểm này các bạn này. Được chưa ạ? Và các bạn sau khi bạn tạo xong cái điểm đấy cho mỗi tầng, các bạn thấy bao nhiêu tầng có bấy nhiêu điểm như này, thì các bạn hãy gióng nó vào theo một cái trục thẳng hàng. Bạn thấy nó rất thẳng hàng đúng không ạ? Để mình kiểm soát hình khối nó dễ hơn. Và việc gióng thì các bạn sử dụng lại align thôi. Ở đây mình cũng ví dụ các bạn luôn. Ví dụ mình sẽ tạo ra một cái điểm như thế này. Đấy. Hoặc là mình align nó. Hãy khóa nó lại.
Đấy, các bạn thấy nó giống như này. Và sau đó thì các bạn chỉ việc đó là các bạn chọn cái điểm này. Và để làm sao kiểm soát thông số góc xoay thì bạn chọn điểm đấy. Và các bạn thấy có thông số góc xoay nằm đây này. Và các bạn có thể thêm cho nó một cái thông số kiểm soát góc xoay. Ví dụ R7 đây nhá. Rồi chọn mình click instant. Hay là cái gì thì mình cũng sẽ không giải thích. Đấy. Ok. Được chưa? Và sau khi các bạn tạo ra cái điểm này rồi thì các bạn quay trở lại cái môi trường thằng này. Và các bạn load cái thằng này vào trong cái thằng machine. Được chưa? Mình sẽ load nó vào đây. Mình ở đây mình load sẵn rồi. Thì mình chỉ việc đưa nó vào đây này. Và mình đặt vào đúng cái điểm này. Đây thì mình sẽ set nó cho chắc ăn. Đấy, và mình đặt vào. Được chưa? Đấy. Các bạn kích vào cái đường tròn này này, cái hình này. Các bạn sẽ thấy chúng ta có thông số đây. Giả sử mình sẽ cho nó là thông số add một cái parameter kiểm soát nó mới. Giả sử A7. Được chưa? Cái instant này xin phép mình không giải thích bởi vì nó rất mất thời gian. Đấy, ok. Bây giờ các bạn thấy nhá, mình vào cái bảng này này. Đấy, các bạn thấy cái A7 của mình đây và R7 đây. A7 mình đúng không ạ? A7 mình cho nó ví dụ 70 m. Fly. Đấy, hoặc nó bé hơn 20 m đi. Đấy, các bạn thấy không ạ? Đấy, và nó có thể xoay, ví dụ mình cho nó là 45 độ. Đấy, thấy không ạ? Đấy. Và sau đấy thì việc rất đơn giản thôi, các bạn chỉ việc là chọn cái này và các bạn create form là các bạn sẽ có thể tạo ra được hình khối như thế này. Rất là dễ thôi. Và ở đây thì mình cũng sẽ cho các bạn trải nghiệm một tí nhé. Ở đây mình sẽ thay đổi nó này. Ví dụ thằng cái này thì mình xóa rồi, mình xóa đi. Ok, mình còn lại 6 tầng với 12 thông số. Ví dụ thằng tầng trên cùng. Tầng trên cùng là tầng này, mình cho nó lớn hơn một tí, mình cho nó là 6 nhá. 6 mét đấy. Đẹp lại. Các bạn thấy nó thay đổi kích thước. Đấy. À, ví dụ mình sẽ cho cái thằng tên cùng này nó xoay một cái góc ví dụ 60 độ chẳng hạn. Đấy, các bạn thấy không ạ? Nó xoay rồi. Và tương tự thì các bạn có thể điều chỉnh, ví dụ đây mình 55. Đấy, các bạn thấy không? 50. Đấy, và các bạn cứ thế, các bạn kết hợp giữa việc thay đổi kích thước và thay đổi góc xoay thì các bạn hoàn toàn có thể tạo ra được một cái hình khối công trình và nó đẹp như thế này chẳng hạn. Và cái này về mình thấy các bạn sinh viên, nên là các bạn sinh viên thích thiết kế, các bạn sinh viên thường tham dự các cuộc thi kiến trúc mà tầm cỡ quốc tế ấy, thì mình nghĩ là nên biết để các bạn có thể tạo ra được những cái thiết kế rất là hay ho, rất là thú vị. Đấy. Thì đấy là những cái hướng dẫn cơ bản của mình với các bạn. Nếu bạn nào quan tâm thì có thể thực hành theo. Hoặc nếu các bạn thực hành mà vẫn không được thì có thể qua Anabeam Education. Thì bên mình sẽ hướng dẫn các bạn. Hoặc nếu các bạn muốn học các kiến thức về cái này thì các bạn có thể truy cập vào website edu.anabeam.com. Đấy. Và nó có các cái khóa học dành cho kiến trúc sư là khóa học Concept Map và khóa học Graphic Adaptive cơ bản để hướng dẫn các bạn làm cái này. Thì nó rất là dễ thôi. Và theo như mình nói ấy, thì nó rất là có ích, không chỉ dành cho người làm concept mà dành cho cả người dùng Revit. Vì với cái việc kiểm soát thông số trong Revit thì nó rất là quan trọng. Nó sẽ giúp các bạn làm việc là chuyên nghiệp hơn, tự động hóa nhiều hơn và khỏe hơn rất là nhiều. Được chưa? Thì đấy là những cái kiến thức cơ bản mình có nói trong video này. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau.